Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA ngày 14 tháng 5 nói, xét nghiệm nhanh tìm virus corona của phòng thí nghiệm Abbott vốn cho kết quả trong vòng vài phút và hiện dùng tại Tòa Bạch Ốc có thể không chính xác, nhưng vẫn có thể tiếp tục dùng để xét nghiệm bệnh nhân. Cách nhà ban hành quy định nói, những dữ liệu trước đây về xét nghiệm mang tên IDNOW của Abbott cho thấy có thể đưa đến kết quả không chính xác, đặc biệt không phát hiện được những người mắc bệnh. Tuyên bố nói thêm là FDA đang duyệt xét các dữ liệu về tính chính xác của xét nghiệm và đang làm việc với Abbott để tìm cách khác nghiên cứu xét nghiệm. Abbott đồng ý thực hiện nhiều cuộc nghiên cứu về cách xét nghiệm này và mỗi cuộc nghiên cứu sẽ bao gồm ít nhất 150 bệnh nhân dương tính với COVID-19 tại một số cơ sở y tế khác nhau. Abbott đã phân phối hơn 1,8 triệu bộ xét nghiệm IDNOW.